lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước, không còn có cha khi trời nắng mưa. Còn nhớ năm tháng êm đềm bên con, cha thương vô về, dịu dàng dạy con vui sống, mến Chúa yêu người. Con nhớ đừng cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt. Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt. Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người
để lòng cha vui. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha sao tình yêu, lòng thảo hiếu của những người con luôn luôn tràn đầy và rào rạt như dòng nước đại dương, để nước chảy ra thương cha nhớ mẹ, nước chảy vào thương mẹ nhớ cha. Gia đình cha và con và thánh thần. Amen. Xin Chúa thánh thần gửi hương thắm tiếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho tôi cho thiên hạ thấy nhiều điều ấy cùng các điều hội thân dày, vì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã ban truyền cho hội thân. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai thừa. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, trong niềm tin của Đức Giêsu Kitô, Kinh Thánh và nhất là lời thánh vị đã trao cho chúng ta niềm hy vọng và tuyệt đối vào Ngài đấng đã phục sinh và đã hứa là sẽ dẫn chúng ta đến nơi hằng sống, nơi mà Ngài đã dặn cho chúng ta.
Lời hứa đó không phải chỉ ở trong Tân Ước mà ngay từ Cựu Ước, Chúa Thiên Chúa đã trao cho gia đình của Ngài niềm tin và đấng sẽ cứu diệt sự chết đến muôn đời để dẫn mọi người tin vào Ngài vào nơi mình sống. Chúng ta nghe lời Thiên Chúa qua sách Tiên Tri Isaiah để thấy rằng sự chết không phải là hết, là cái nghĩa là chấm dứt, mà là bước vào cùng với nơi đấng mình sống. Bài trích sách Tiên Tri Isaiah: vào ngày ấy, trên núi này, Chúa các đạo binh sẽ dọn cho tất cả các ngươi một bữa tiệc thật béo. Trên núi này, người sẽ cất chiếc thanh tang bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ mọi nỗi tủi hổ của dân người khỏi trên mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy, người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta mong đợi Ngài, để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đứng chúng ta trông đợi. Chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là cụ Giuse mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và như rể ông. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ linh hồn tôi tớ Chúa và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân hưởng. Xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về, vì thế chúng ta muốn chít lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, tiếc nhớ và biết ơn. Tuy nhiên, như lời tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước và sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chống đạt đến ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng vui an nâng đỡ những ai đang sầu thương khao khát, xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khắp người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng con dân người thân của họ cho sự quan phòng đời tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong dân chúng tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Chúa và Chúa
chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị ngục nát tiêu tan đi nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế hội thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết chôn táng hoặc hỏa thiêu cách kính cẩn theo phong tục hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm tỏ bày lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sống cho các ngài tấm mối quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành những chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi mà ban cho cụ Giuse được yên giấc ngàn thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con với thân phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác tơ Chúa là cụ Giuse được yên nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và về hương tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha, xin thánh hóa của Giuse chúng con đây trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Cha, đã phó thác cuộc đời cho Cha và đã tin vào lời hứa cứu độ của Cha. Xin cho người tín hữu chúng con đây được sống lại như con Cha, người hằng sống và yên trí muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng trước Cha chỉ đến đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính nơi Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính nơi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thân, xin bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thân gia trên và tháng sáng xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các ban công cộng, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin làm sống vậy. Amen. Lạy Chúa còn ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân nước Chúa Trời đêm ngày hãy tẩy trong người cho liền, vì người dân chân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thái, lạy Chúa xin ban cho linh hồn dù sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con sống.
khỏi tay ma quỷ. Đừng quên linh hồn du xe đời đời. Một thiên thanh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi phải xuống lửa hoa mục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì dạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù ra thấy cho ra và đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Giuse được yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Chúng con trong cải rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ một lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đừng đau đồng trên hiển vinh sáng đa. Hằng chớ chúng con cho khỏi mọi sự dữ ai. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Maria. Quý chức trong ban thần giáo, quý cộng đoàn hiện diện nơi đây, lời đầu tiên con xin thay lời cho tăng hiếu xin gửi đến quý cha, quý chức, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn lời cảm ơn chân thành của gia đình tăng quyến chúng con vì sự ra đi của cụ ông Giuse là một niềm sự mất mát đối với gia đình tăng quyến chúng con. Và giờ đây quý cha cùng toàn thể quý vị lại hiện diện nơi đây để cùng làm nghi thức tẩm liệm cho linh hồn cụ Giuse. Những nghĩa cử mà quý cha, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi đây đã làm vơi đi nỗi buồn của tăng quyến chúng con. Chúng con tin rằng sự quan phòng của Thiên Chúa luôn an ủi và nâng đỡ linh hồn cụ Giuse trong suốt cuộc hành trình 92 năm trên trần gian. Và giờ đây cụ lại không còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày nữa, và giờ đây vâng theo tiếng Chúa gọi và cụ đã ra đi trở về với Thiên Chúa. Con xin thay lời cho gia đình tăng quyến xin chân thành gửi đến quý cha, quý dì, quý chức trong ban hành giáo và cộng đoàn lời cảm ơn chân thành của gia đình tăng quyến chúng con. Cũng xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Giuse của chúng con. Về việc thánh lễ an táng thì gia đình chúng con chưa họp gia tộc, con nên chưa có ngày lễ an táng, vì thế chúng con sẽ thông báo sau trong các buổi viếng xác. Và chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha.
cùng toàn thể quý vị. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Một đời cha công ơn cao như núi Thái, tháng tháng năm năm miệt mài gìn giữ chăm nom vợ con, rồi thời gian răng long tóc trắng xa mồi, nhưng chưa rước hết nợ đời còn thia cháu chất vòi thương. Làm sao báo đáp dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Từng lời khuyên, từng lời trang nghiêm giáo huấn, ánh mắt uy nghi dịu dàng, dòng dạ gian nan đời cha. Rồi giờ đây tròn lòng thêm tiếc nuối buồn thương, làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Từng lời khuyên, từng lời trang nghiêm giáo huấn, ánh mắt uy nghi dịu dàng, ròng rã gian nan đời. Rồi giờ đây con cháu cháu thêm người, công ơn báo hiếu không tròn lòng thêm nuối tiếc buồn thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Từng lời ru, từng lời êm êm thắm thiết, thoáng thoáng ngân nga trầm buồn, mòn mỏi dòng qua thời gian. Và hằng mong con khôn cháu lớn ngoan hiền, danh thơm tiếng tốt xây đời và nên tình thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Một đời cha công ơn cao như núi Thái, tháng tháng năm năm miệt mài gìn giữ chăm nom vợ con, răng long tóc trắng da mồi, nhưng chưa dứt hết nợ đời còn kia cháu chất vòi thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Làm sao báo đáp sinh thành, nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Ông ngày xưa
Vâng, 91. 91 à? Vâng, 91. Ông này viết 91. Không, mà bây giờ đâu, ở đâu nữa thôi. Anh bảo rồi. Chị thấy là bà cháu chân ngoài rồi. Chân mình. Cháu bây giờ thật sự thì đông con, mà giờ chỉ còn mỗi cháu ở nhà thì cháu cũng nhờ quý ông quý bác này là tính toán được việc mà trên các cái lễ lạy như nào để chỉ dạy cho cháu. Xin là lên cái phòng theo là cho cháu là thường đầu tiên các việc như nào là tính toán là em cháu. Có mỗi cháu nó còn chẳng biết tính làm sao ấy. Cái này là cái nhất thiết là bây giờ là người quản nào thì nhất là của anh chị. Bây giờ thôi thì bây giờ cha thì cũng có nhà chỉ để là cháu được biết qua ban đình giáo thì nó là chiều thứ sáu cha về kịp. Đó, vâng, thì cha ăn cơm trưa xong là ngài sẽ đi về luôn. Thì thôi thì em cháu bảo thôi thì để ông đến chiều thứ sáu có được có căn trở thì việc có việc gì không ạ? Thôi nếu mà cha mình bệnh được thì xấu là đẹp rồi. Để lâu để mau là do sự hy sinh của gia đình của hai bác. Tại vì cũng không có vì dịch như này là cũng không có thứ nào nó về được. Các con cháu lắm không phải ra có ở nước ngoài nó về thì còn để lại vài ngày nữa để đi nước ngoài cũng về được. Có về quốc thì quốc đấy. Để 3 ngày thì cũng được, mà 6, 4 ngày thì tùy theo vất vả của gia đình thôi, không có gì. Đây chứ cũng phải vất vả với quý ông đi lại thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó không bằng các người chính trong gia đình đâu. Chẳng còn nằm bao nhiêu ngày cũng không lại vất vả đâu, nhưng mà phải tính toán của mình cháu là cái nào phù hợp thôi. Đấy. Rồi bây giờ thì đến việc thứ hai của các cháu, xin bây giờ là ông cháu cũng chín mấy tuổi rồi, mà các ông tính toán của cháu sẽ mời hàng giáp hay là sẽ mời thôi. Là hiền quá rồi, coi như xem mày thấy là hỏi trong giáp được giáp kẻ như tiêu rồi. Được rồi, dạ dạ. Dạ. Chính ông chủ không có được cái này. Dạ. Yeah. Không được mấy đám sau rồi là không có những cái gì. Dạ. Vâng, tại vì em cháu là định quyết đoán là chúng hai ông chín mấy tuổi rồi là cùng hàm giác rồi hay là mời hàm giác chăng đấy, nhưng mà đến cái cháu mới bảo đây là đưa ra xem ý các cụ như nào. Cháu ấy cô chú là vừa báo cho quý cô biết để quý cô cùng cầu nguyện. Vâng, đây là cô nhất cùng hàm giác rồi. Vâng, thì chúng phải đến cô nhờ cho nó lại vào cô ăn thôi. Bây giờ mình có nhờ các cụ đi, bây giờ cầu nguyện thôi. Con cháu thì đều có hay không?
không đi đâu. Ôi giờ như này chắc cứ hỏi con cháu gì đâu á. Con cháu gì đâu? Thì đấy thì tôi con cháu tôi đấy là bây giờ ý là bây giờ con cháu nhà thờ là các bác được riêng không có người đến sớm nhất trí là con cháu bên này là nhất trí là con cháu đưa lên nhà thờ. Thế là nói hòn hòn vậy thôi. Thế là phải nhất đã nhận rồi là cũng nhất trí đến sớm. Nhà xe đẩy có bị kiêng như ngày xưa đâu, sao chăng kiêng hết sợ bây giờ không xe đẩy không được đâu. Cháu không biết tên, tôi
là ăn với ông cháu của mình cuối chia một với chị em là các cháu đây. Các ông đến thì là các ông rất là có tinh thần là gọi là an ủi cho cháu lúc này, tại vì giờ chồng còn mỗi trong một nhà một mình, các ông đến là cái nguồn an ủi cho cháu. Cháu xin mong là các ông lấy cơ hội mà hiện xác, còn cơ hội nào mà đắc bộ là chúng cháu phải lấy từ nhà, tại vì chưa có ngày là cháu nào đắc bộ là chúng cháu phải lấy nhà chứ không phải mời ở đây được đấy. Tôi chỉ đến dùng với ông trong bữa cuối an ủi cho cháu. Bây giờ sáu người con mà có mình cháu các công việc, thật sự mấy hôm vừa rồi ông cháu nằm yếu, tôi bảo Trung ơi mày bỏ bố nhá, giờ còn chờ bố một con, bây giờ con bỏ đi đâu bây giờ đấy. Đấy thì thật sự bố cháu cũng từng nằm đấy và cũng nghi ngờ như vậy. Tôi thì bây giờ cháu có nhờ cũng có nhận xét các ông bớt ra đến ăn bố cháu mà muối là cái điểm an ủi cho cháu. Cháu cũng mong như vậy, trong lòng cháu rất mong vô cùng. Nó các ông không có khác gì nhưng mà đấy là cái điểm an ủi cho cháu trong lúc này. Đấy thì cháu mong rất là ông với các bác anh em phải đến và cái nguồn an ủi cháu cảm ơn. Còn cái bữa mà giấc mộ là chúng cháu phải có ngày chúng cháu phải đến nhà thôi. Đấy cháu cũng xin thưa như vậy. Tôi bây giờ thì cháu các ông nhận lời cháu nhá. Là cháu trong này. Cháu mời trưa thứ 6 lại với gia đình cháu rồi cơm gia đình, sau đó là về nghỉ ngơi chút. Là bây giờ thì cháu xin quản quý ông là chúng ta sẽ bắt đầu dập mặt rồi gọi là động hoan ở lúc mấy giờ cho chúng cháu biết chấp chí bây giờ. Không bao xa đâu. Có gì đâu. Có giờ thì sáng là bên giải đám đi ra là giờ nào? Là ba rưỡi thường thường. Thứ ba rưỡi. Không có gì là trùng là thứ ba. Nó bảo thứ bảy là phải sớm hơn. Và thứ sáu không có kẹt. Thường thường là ba rưỡi. Đúng hai giữa là mình làm cái thức nhập cảm ơn mà khi mà chúc 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 ch
Nhưng mà cái đấy bây giờ hiện tại bây giờ là đối với bà quản lý điểm thứ hai là ông là ông trùm, người ta muốn cử cái người ông trùm để cho nó xứng đáng. Nếu mà ông trùm nói như vậy nhá thì ông Hà còn nói chui ông nào, ông Hòa vừa rồi quy rằng là rẻ, ông Thơ Hòa quy rằng là rẻ nhưng mà vẫn và ông ấy vẫn là nó cầm và ông lại là đang bán hành đạo đương nhiệm. Nếu mà nó bị cái các bạn, tại vì nếu ông Hòa không có ở đây, bây giờ ông có đây, ông Hòa có đây đó. Đúng, 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 không phải, cái này là không phải mỗi một việc. Bây giờ nhà ông là công vị này là giúp cho ông bác là cái việc mà dập mặt tại nhà thôi. Đó, bác là cảm ơn. Cái phần nhiều. Ở đây là anh sạch sàng, giúp đỡ cô chú. Cái gì đó cũng phải giúp chứ. Bác cảm ơn được trong bà thảo. Bây giờ có cả nội ngoại ở đây ngồi đây hết rồi. Bây giờ mấy cái bài đấy là cha sĩ đưa ra rồi, mấy việc không muốn học thuộc thì đọc cái phần đấy, cái đó bài của cha sĩ rồi, cha sĩ đưa rồi. Cái không có bài rồi. Ừ, bài của cha sĩ mà. Đâu, đâu, cô thấy có đám nói thầy. Thì hôm bữa đám nhà ông Vinh á, là cái bài của cha sĩ đưa cho. Thế thì tôi mới thêm miếng mà thôi. Thế là bài còn có những đám khác đó. Theo cái sườn đấy họ làm thôi. Ngày xưa cháu nói cũng quá đi nghe. Chưa mà ông chưa ra làm bắt đầu cháu ấy. Nên nói với cháu tất cả như vậy. Cháu còn không được. Trong cái vấn đề này không tính được. Cái này đầu tiên đấy, đúng rồi.
tuần kế tiếp, mấy ngày kế tiếp thì là linh gặp ai thì tôi là cảm ơn. Thế cũng như là cháu có nhờ thì nhá, thì hôm lượng sát thì cháu mời 10:30 là không đến nhà, nhưng mà bắt bộ là sẽ đến nhà. Các bác hay các anh là nhận lời các ông, nhận lời để đến rồi là an ủi cho cháu, rồi cái này có một mình cháu. Sơn với ông cũng là con đây này. Từ xưa tới 6 em, không chỉ bắt tôi đây người nhà thôi. Cái này á, cái vấn đề này, cái bó bán quán, cái bó bán quán. Vâng, rồi thì đây toàn các ông đầu chi hôm nay ở đây, còn ba giờ đám mộ đám biết là phải đến nha. Vâng, có ngày có giờ phải đến nha. Vâng, cái hôm mà thứ sáu là không có thời gian thì tôi gặp ở đây thì thôi. Đấy, ông bác Loan đã có ý kiến như vậy rồi thì ông chú và các bác thì nhá, tôi thì chưa mười thứ sáu, 10:30 đến thì đây là các bác là sơ chúng tôi với gia đình và đáp được cho ông 2 giờ đấy. Cố gắng tốt cho thật sự là niềm an ủi cho cháu lúc này có mỗi một mình cô đơn như này đấy, thì là không biết thế nào thì đến đầy đủ như này, rất là cảm ơn vô cùng đấy. Còn nhé, 2 giờ bác ơi, bác 2 giờ bắt đầu các việc trưa 6:30 rồi dài cho vào học kết đi vào được. Con từ tòa ngôi sinh đến nay
cho khỏi tay quỷ, thanh thiên thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thanh chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng nước thanh thiên thần giữ con đang ngày xem con ban đêm cho đến trọn đời. Nếu ma quỷ giữ gan dỗ được con lại nước thanh thiên thần cảnh nguyện cho con thông minh sang lang giữ mười điều răn chờ mọi sự đưa đến khi con lâm chốn thiên cùng đức chúa trời cho linh hồn con trở nên ở cùng đức chúa trời và thánh thiên thần nằm sống vui vẻ đời đời trăm cùng là ơn đức chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 32 năm cùng chịu những sự thương khó cho linh hồn thiên hạ được rồi để rời chúng con xin cha đức nhân lành vô cùng xin tha vần phạt cho linh hồn du xe là con đức chúa trời đã qua đời hôm nay hoặc thời gian nơi lửa liền tội để xin ma cơ tu đã ấy cho ra mà em đến chôn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng về đức chúa Giêsu Kitô là chúa chúng con ta. Chúng con đã tin trời, chúng con nguyện với nhà ba tháng lớp cho chỉ đến khi cha thể là dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay được được hàng ngày và tan đập chúng con như chúng con cũng đã kẻ con đập chúng con. Xin cha để chúng con sẽ trước cám dỗ những đứa chúng con cho khỏi sự chúng phải giết anh nhưng mẹ chưa giàu chỉ chơi trẻ chơi quá đời chúng con nguyện trong thứ gian nan thiêu thôn đương nữ đồng chân hiền chân sang lang lấy phụ ma kia du xe con đến yêu xin cứu rỗi linh hồn du xe Giêsu Maria Giuse con đến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giuse Giêsu Maria Giuse con đến yêu xin cứu rỗi linh hồn Giuse Maria mẹ ơi mẹ nói nghe lời bao lời từ chốn tối tăm vương bao sâu vẫn vương tâm trong nên kêu cầu hơi bậc sâu nguyện đi cha và con và thánh thần amen. Xin kính mời quý vị ăn quả rồi chúng dùng nước. Quý vị đại diện ban phục vụ 17 huynh đoàn, ban phục vụ huynh đoàn giáo xứ Kẻ Sạch, trước khi vị đại diện đoàn có lời thông ưu, kính mời quý đại diện các cấp gái nhang. Kính mời vị đại diện đoàn có lời thân ưu về nào một tin báo của hình đoàn đã xin kể sạch. Chúng ta gọi đi xe về với người hoàn tất được cuộc đời khi thứ của mình. Ông đưa xe trải qua 90 năm hành trình đức tin, hơn 90 năm với 92 tuổi các cánh cuộc sống dài dãn giúp cho có nhiều thời gian tĩnh tâm suy nghĩ để cầu nguyện với Chúa. Một cây cổ thụ trong gia đình này đã được ngài bảo vệ vắng bóng. Từ đây đoàn chúng tôi đến đây xin được gửi đến gia đình lời chia sẻ thật chân tình của đoàn chúng tôi trước mỗi mất đi người thân yêu của mình. Xin Thiên Chúa là vua bình an sẽ đến ngự trị giữa gia đình để người ban bình an của người cho gia đình sớm qua đi được những mất mát to lớn này. Hôm nay chúng tôi hiện diện đến đây để dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin. Với người, xin Chúa với tấm lòng nhân từ của Ngài vào lòng thương xót, xin Chúa hãy đón nhận linh hồn Giuse và trong tay Chúa. Cuộc đời của ông đã được Chúa ban cho cuộc sống trần gian 92 năm, chắc chắn luôn tin yêu Ngài Chúa, luôn sống thiết tha sống với bên Chúa, nhưng với thân phận mỏng dòn của mình
có lẽ ông cũng sẽ có những lúc làm buồn lòng Chúa. Và đây xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện của chúng con và sớm giải thoát ngay khỏi nơi thân nguyện và đón ông về với Ngài. Ông Giuse cũng có một tấm lòng quả đại giúp cho hương đoàn chúng tôi có một điều kiện thuận lợi để thi hành sứ vụ trong đồ một cách thiết thực. Ngay sau lời cầu nguyện này, đêm hôm nay chúng tôi sẽ xin một thánh lễ để cầu nguyện cho ông. Hàng tháng theo quy chế của huynh đoàn, cha linh hướng liên huynh, cha linh hướng huynh đoàn sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân còn sống cũng như đã qua đời, trong đó có linh hồn Giuse thân yêu của Tam Quyến. Hôm nay là chúng tôi xin gửi đến gia đình Tam Quyến những cái vật của có bức chiếu và tập lễ là những vật tri ân đúng không? Xin gia đình Tam Quyến đón nhận. Ở đây xin Tam Quyến hợp ý với chúng tôi để dâng hương tế lời nguyện. Lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Anh
chị em thân mến, tin tưởng vào lòng từ bi lân tuất của Thiên Chúa, đấng làm chủ sự sống sự chết, và chính Chúa biết những ai sẽ thuộc về Chúa bằng đức tin và việc làm. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin cho vị ân nhân của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tin văn tẩy mà làm cho ông Giuse được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận ông Giuse vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chín thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng thần thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nói, ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Xin Chúa Cha công bội hầu cho những vị ân nhân, cắt riêng cho linh hồn ông Giuse mà chúng con đang thương nhớ cầu nguyện, vì dân Chúa đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Này Thiên Chúa là đấng rất mở khoan dung, hằng mong đợi cho mọi người đã tới ơn cứu độ. Cúi xin Chúa nhận lời Đức Trinh Nữ Maria cùng toàn thể các thánh chuyên cầu mà ban cho vị ân nhân của chúng con là ông Giuse được chung hưởng hạnh phúc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Maria, lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria cho
trọn đời đồng tri. Lời ca tên tử đạo Việt Nam. Quý vị đại diện ban phục vụ liên huynh, kính thưa quý vị đại diện ban phục vụ 17 huynh đoàn, kính thưa quý vị đại diện ban phục vụ giáo xứ Kẻ Sạt, thật là niềm an ủi cho gia đình tăng quyến chúng tôi khi người thân chúng tôi là cụ Du Xe đã được Chúa gọi về, đã được quý vị yêu thương quý mến và đến để chia sẻ cầu nguyện cho linh hồn Du Xe thân thương của chúng tôi. Những lời chia sẻ của quý vị đã xoa dịu phần nào những đau thương mất mát và giúp cho chúng tôi biến những giọt lệ trở thành những lời kinh nguyện cho cụ Du Xe. Những lời kinh nguyện mà quý vị đã đến Thiên Chúa, chúng tôi hy vọng và tin tưởng sẽ chạm vào lòng thương xót của Chúa và Thiên Chúa sẽ đoái thương đến linh hồn Du Xe, giảm bớt phần thanh luyện, sớm đưa linh hồn Du Xe về an hưởng nơi nước Chúa. Thay lời cho gia đình và tăng quyến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và chúng tôi cũng xin được thông báo đến quý vị vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu, chúng tôi cũng xin kính mời quý vị đến tại tư gia chúng tôi để đưa linh cứu của cụ lên thánh đường tham dự thánh lễ an táng và sau đó đưa linh cứu của cụ ra nơi đất mẹ tại giáo xứ Kẻ Sạt. Một lần nữa thay lời cho gia đình và tăng quyến, chúng tôi xin được đồng cảm tạ. Cụ Du Xe là một người cha, người ông, người cụ trong gia đình. Dù rằng năm tháng vừa qua cụ già yếu, không làm gì giúp đỡ cho gia đình được, nhưng cụ vẫn là tên cao bóng cả về tinh thần. Khi ở trên giường bệnh, cụ vẫn có thể cầu nguyện cho các con các cháu, cho nên giờ đây cụ ra đi chắc hẳn là một sự vắng bóng, thiếu hụt của gia đình rất là lớn. Nói khi nói về tinh thần, và cụ cũng là một thành viên của giới cao niên trong giáo xứ. Từ tinh thần đó, quý cụ quý ông bà trong giới cao niên của giáo xứ đến đây chia sẻ sự mất mát của gia đình và thành kính thân yêu cùng hợp ý với gia đình để dâng lên Thiên Chúa những lời kinh tiếng hát, tín hát linh hồn cụ Du Xe nơi lòng thương xót của Chúa để cụ sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa. Giờ đây xin trân trọng kính mời tăng hiếu cùng với quý cụ quý vị trong giới cao niên của giáo xứ dâng lời cầu nguyện. Xin Cha và Con và Thánh Thần Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương êm ấp u con ngày đêm, nhuận thân sắc hồn tràn lan ơn. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác hồ dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức
đời quan phong phi ô phi la tô chịu đông đanh trên cây thanh gia chết mà tám xa xuống ngục tố tâm ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiếu đức chúa cha phép tác vô cùng ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh đức chúa thánh thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được vậy. Thân lầy lè, chúng tôi còn cháu e và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu thân bà thương. Ôi đôi bà là chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà gồm phúc là ơi quan thân nhân tài hiểu thay thánh Maria trọn đời lòng chúa lạy mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn đi đời con rêu ra bao đau thương và tràn lan gai góc vương trên con đường. Ôi mẹ chấp nhân từ mẹ khuyên sao được cùng xưa lời mẹ hứa khi ở trên núi kia lúc mà chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu làm yên. Là mẹ chúng con biết xin linh quyền, lạy mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin pha những nỗi u buồn, vì đời con rêu rao biết bao đau thương là tràn lan gai ngao vương chế. Đi cha và con và thánh thần. Amen. Kính thưa tăng gia, với công niên của chúng tôi có xin một thánh lễ cầu cho linh hồn cụ Giuse vào sáng ngày mai. Xin mời tăng gia cùng tham dự. Kính thưa quý cụ ông bà trong giới cao niên của giáo xứ, được tin cụ Giuse qua đời, quý cụ đã đến gia đình tăng hiếu chúng tôi chia buồn và dâng những lời cầu nguyện thiết tha lên xin Chúa để xin Chúa sớm xót thương cho cụ Giuse. Cụ Giuse hiện bây giờ không còn làm gì được, chỉ nhờ cậy vào những lời cầu nguyện của quý vị. Gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là cầu nguyện xin xin Chúa chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe để quý vị còn làm việc trong đồ tiếp theo. Gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng xin được kính báo vào ngày 15:30 thứ sáu, gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng tổ chức lễ an táng cho cụ Giuse tại giáo xứ nhà, sau đó tiễn đưa cụ Giuse ra nghĩa trang giáo xứ. Mong quý vị bớt chút thì giờ đến giáo xứ Kẻ Sạn tham dự thánh lễ. Xin cảm tạ quý vị. Và nếu con vướng mắc gì thì xin Chúa giảm thời gian thăm luyện và sớm cho cụ được hưởng tôn nhâm thắng Chúa. Trong tâm tình đó là đây xin gia đình cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho cụ. Nhân dân tôi tin kinh đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng hưng lên trời đất. Tôi tin kinh đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng
đồng tri thân mến. Chúa đã dạy chúng ta rằng ở bên Chúa thì người chết sẽ vui sống muôn đời, và người được thánh hóa sẽ thân phần hạnh phúc ngàn thu. Ước gì lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ này giúp chúng ta chia sẻ niềm hy vọng đó. Nhờ lời cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ rất yêu dấu của chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện sau. Lạy Chúa, linh hồn Giuse là người mà chúng con thương mến đã sớm lìa bỏ chúng con để theo tiếng Chúa gọi. Xin Chúa xót thương đưa linh hồn Giuse mau về hưởng tôn nhan Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin an ủi nâng đỡ những người thân thương ruột thịt đang đau buồn vì sự ra đi của linh hồn Giuse. Xin cho họ biết vâng theo ý Chúa và tin chắc rằng mai này sẽ gặp lại nhau trên nước thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nhắm mắt quái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày dưới sự dìu dắt của Đức Trinh Vương Maria. Xin cho niềm hy vọng và cảnh trông của chúng con mỗi ngày một vững mạnh, để đi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa và mẹ Maria đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện và xót thương tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Giuse. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là linh hồn Giuse được phúc trường sinh trong hào quang sáng chói muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, bởi Chúa hằng
bùa vây muôn nơi, nên hai người trong chính một đời chẳng từng lầm lỗi. Mẹ ơi, muôn tiếng nghẹn ngào vòng khóc cụ và lễ. Thứ nhất, sáng chủ nhật xin gia đình hiệp ý cầu nguyện cùng gia đình chăm sóc bệnh nhân. Kính thưa quý cụ ông bà, cao hỏi chăm sóc bệnh nhân, cùng chúc xe ngày còn sức khỏe thì ông bà và các cụ đã đến thăm hỏi động viên cụ. Cho đến ngày hôm qua, bệnh của cụ đã trầm trọng thì cũng đã có mặt các cụ trong hội chăm sóc bệnh nhân, đã đến làm đủ tất cả mọi các việc. Và giờ đây, được tin cụ vui xe qua đi, các cụ cũng đã mất chút thời gian đến gia đình tăng hiếu chúng tôi, chia buồn và cầu nguyện cho linh hồn của du xe, để của du xe sớm được Chúa thương xót. Trong khi hiện tại cùng bây giờ không còn làm gì được nữa, chỉ nhờ những lời cầu nguyện tiếng hát của quý cụ ông bà trong hội chăm sóc đặc biệt, dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa sớm chấp nhận và sớm đưa cụ du xe lên nước hàng sống. Nguyện xin Chúa và mẹ Maria cầu xin cho quý cụ có nhiều sức khỏe dồi dào để còn làm việc trong đầu tiếp theo. Và gia đình tang lễ chúng tôi cũng xin được kính báo vào ngày thứ sáu 15:30, gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng có tổ chức thánh lễ an táng tại giáo xứ, sau đó tiến đưa cụ du xe ra nghĩa trang giáo xứ. Gia đình tăng hiếu chúng tôi xin cảm tạ. Được tin cụ du xe đã được Thiên Chúa thương gọi ra khỏi thế gian về với Chúa, ban điều hành giới gia trưởng trong tâm tình yêu mến hiện diện nơi đây, đó cũng là dấu chỉ của tình yêu thương sợi dây liên kết trong đức ái. Và giờ đây, đứng trước linh cữu của cụ du xe, ban điều hành giới gia trưởng xin gửi đến gia đình tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp, nâng đỡ, ủi an những người thân yêu của cụ du xe còn ở lại, để nhờ vào ơn Chúa gia đình vượt qua được những nỗi đau thương mất mát khi cụ du xe trở về với Chúa. Và giờ đây, trong tâm tình mầu nhiệm các thánh cùng công công, xin gia đình tăng quyến cùng hợp ký với ban điều hành giới gia trưởng dâng lên Thiên Chúa những lời kinh tiếng hát, những ý nguyện lên Chúa. Xin Chúa thương đế linh hồn cụ du xe mới qua đời. Và có lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả du xe bổn mạng giới gia trưởng, xin Chúa thương tha thứ và đón nhận linh hồn cụ du xe trong tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa, và sớm đưa linh hồn cụ du xe về hưởng nước trời, nơi có ánh sáng và bình an của Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân biến hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang.
ban chưa trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đợi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn điển. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được hạnh. Vẫn lấy mẹ chúng con còn cháu e và ở chốn cách đây, kêu đến cùng bà chúng con ở nơi góc lớp than thở kêu cận bà thương. Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con đến sau quay đây. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, con lòng bà vương phúc là hồi quan thầy, nhân thầy, diệu thầy, thánh mai ria, trọn đời đồng chính con người. Tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Ơi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về. Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Vậy chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho linh hồn Giuse thân yêu của chúng ta đây. Lạy Chúa, con một Chúa là Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, Ngài đã tăng cường và củng cố niềm tin của chúng con. Xin Chúa thương nhận lời chúng con khấn nguyện, mà cho linh hồn Giuse được phục sinh vinh hiển. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đã cho con Chúa phái hoàng về thiên quốc sau khi chiến thắng tử thần. Xin cho linh hồn Giuse đã thoát kiếp tử vong cũng được muôn đời khiêm ngưỡng thân nhan Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là sự sống của mọi người tín hữu và là niềm hoan lạc của sự phục sinh. Chúa đã muốn cho Đức Kitô chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa thương đến linh hồn Giuse là kẻ đã hằng tin vào nhiệm phục sinh của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là đứng đất một quan nhân, xin thương nhận lời Đức Trinh Nữ Maria và các thánh chuyên cầu cho linh hồn Giuse đã lìa thế được chung hưởng hạnh phúc trường sinh muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn này xin Chúa thương nhận tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse và lấy lòng nhân từ mà tha thứ những gì mà linh hồn Giuse đã lỗi phạm khi còn ở thế gian này, để khi đã thoát khỏi siêu xích sự chết, linh hồn Giuse đã được cửa vào cõi hàng sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bơi trời mà xuống thế gian 33 năm. Xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay hoặc còn
đang nơi lửa luyện tội thì xin ma cơ tù gạt ấy cho ra. Ngài em lên chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con trong cõi rất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Giêsu Maria, Giuse, con nên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria, Giuse, con nên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria, Giuse, con nên yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Maria, mẹ ơi, mẹ đói nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao sâu, vẫn vâng tâm trăng lên kêu cầu. Nơi vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu, mẹ đến kêu đưa về nơi an vui. Trong vì bao công ơn, con mẹ xưa giáng trần chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao sâu, vẫn vâng tâm trông lên kêu cầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ở giới gia trưởng chúng tôi cũng có xin một thánh lễ vào chiều thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2015 tại thánh chùa. Kính thưa anh em trong giới gia trưởng cùng quý vị cùng thân công, được tin cụ Giuse qua đời, quý vị đã mất chút thì giờ thời gian quý báu đến gia đình tang hiếu chúng tôi để cầu nguyện cho cụ Giuse, để cho cụ Giuse dâng đến những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cho cụ Giuse sớm được hưởng nước thiên đàng. Cụ Giuse lúc còn sống được ăn, được uống và được hưởng nước trời qua những lời cầu nguyện của quý vị vừa qua. Các hàm Thiên Chúa đã nhận lời và sớm xót thương cho cụ Giuse. Vậy gia đình tang hiếu chúng tôi cũng nguyện xin Thiên Chúa ban cho quý vị có nhiều sức khỏe dồi dào để còn làm việc trong đời tiếp theo. Gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng xin được kính báo vào ngày thứ sáu 15:30, gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng có tổ chức thánh lễ an táng tại giáo xứ, và sau đó đưa tiễn cụ Giuse ra nghĩa trang giáo xứ. Gia đình tăng hiếu chúng tôi xin cảm tạ. Chúa, nhưng nghe làm thân đơn Chúa trời đêm ngày.
hãy cậy trong người cho liên, vì người chấp nhân lặng hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ đảm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chi một lòng thương xót tha thứ liên mãi, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn du xe đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn du xe phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn du xe đời đời. Một thiên thân thiên thầm nhắn lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết gọi phải xuống lửa hoa ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô. Con amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bơi trời và xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được tội, thì dạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn du xe là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù giặc ấy cho ra, mà đem đến chốn thương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha đã sang, nơi Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đối thờ học này, và ta nợ chúng con như chúng con cũng đã kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con sợ sự cân thôi, nhưng khi chúng con cho khỏi sự cơ. Amen. Bình mừng Maria, đầy ân phúc lên Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria, đừng mẹ Chúa Trời hầu cho chúng con kẻ con tổ khi nay và trong thờ chúng cái rất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chế cho bỏ lại chúng con người ăn trong cơn gian nan thiếu thốn, đừng lơ động trên hiểm đừng sang la. Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Giêsu Maria Giuse, con mê thiếu, xin thiếu tội linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mê thiếu, xin thiếu tội linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mê thiếu, xin thiếu tội linh hồn. Lão bệnh tử là quy luật chung của con người, và trong quy luật ấy, chiều hôm qua, cụ ông Giuse thân yêu của gia đình Tăng Quyến đã kết thúc hành trình của mình nơi trần gian này sau 92 năm làm người làm con cái Chúa. Cụ ông đã ra đi để lại cho gia đình Tăng Quyến một nỗi tiếc thương vô bờ, một niềm luyến nhớ khôn nguôi trong tình liên đới thân thương. Cô giáo Triều cùng với gia đình cựu sinh La Sang chúng tôi đến đây trước hết xin được kính viếng của ông Giuse, đồng thành kính thân yêu cùng Tăng Quyến, cách viên với gia đình con cháu chắc. Chúng tôi xin được chia sẻ cùng bày tỏ niềm cảm thông sâu xa nhất. Xin Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, xin Ngài xót thương tha thứ những gì còn thiếu sót của cụ ông Giuse, hầu Ngài sớm đón nhận linh hồn của ông Giuse và hưởng vinh phúc với Ngài trên thiên đàng. Giờ đây xin gia đình Tăng Quyến cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho cụ ông Giuse thân yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thắm viếng hồn con,
Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dâng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lấy xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng đáng. Người tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tăng xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại, lên trời mở lên nếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống về. Anh chị em thân mến, sau khi đã nghe và đón nhận lời Chúa, giờ đây chúng ta hãy cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thiết tha cho linh hồn Israel. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh giá làm cho chúng con thêm vững mạnh và đã ghi ấn tín mầu nhiệm phục sinh của con Chúa trên chúng con. Xin đoái thương cho tôi tớ Chúa là Giuse đã thoát khỏi ràng buộc của thân xác hư hèn, được hợp đoàn cùng những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là vinh quang của các tín hữu và là sự sống của người công chính. Nhờ con Chúa đã chết và sống lại mà chúng con được cứu độ. Xin Chúa đoái thương cho tôi tớ Chúa là Giuse khi còn sống đã nhận biết hầu nhận xác loài người ngày sau sống lại, đã được lãnh nhận hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa mở lòng nhân hậu đoái nghe lời chúng con khẩn nguyện, để một khi chúng con được phấn khởi bởi tin vào con Chúa từ cõi chết sống lại, thì xin cho đức tin của chúng con được vững mạnh khi tin vào sự sống lại mà Chúa sẽ ban cho tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là niềm an ủi của chúng con, Chúa đã biến cảnh tan thương của sự chết thành rạng đông đời sống huy hoàng, bởi Chúa đã lấy cái chết của con Chúa mà hủy diệt sự chết nơi chúng con. Xin Chúa cho linh hồn Giuse khi qua khỏi đời này được đoàn tụ cùng các thánh của Chúa trên cõi sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin thương con.
Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con ta thiêng. Tháng năm kêu vang, lạy Chúa xin thu thương, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Chúng con trong cậy các thánh đức mẹ Chúa Trời, xin Cha chia sẻ bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nan kêu thương đức nữ đồng chi hiển vinh sáng lang. Lạy các thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tử các thánh đức mẹ Maria, cầu cho chúng con. Lạy cha thánh Giuse xe là hoàng thánh sạch đức mẹ Maria trọn đời đồng chi, cầu cho chúng con. Lạy các thánh cờ đào Việt Nam, cầu cho chúng con. Lạy cha và con và thánh thần Nam, xin thưa gia đình cùng toàn thể tăng quyến trong tỉnh liên đới hiệp thông, cô giáo Triều và gia đình cựu sinh La Sang, chúng tôi cũng có một phong bì xin gửi tới gia đình tăng quyến để tiếp tục cầu nguyện cho cụ ông Giuse thân yêu của chúng ta. Xin gia đình tăng quyến đón nhận. Kính thưa anh chị em trong gia đình cựu học sinh La Sang, được tin cụ Giuse của sứ đoàn, quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi đến gia đình tăng hiếu chúng tôi để chia buồn và cầu nguyện lên Thiên Chúa, để xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ Giuse được hưởng nước trời, để xin Chúa sớm xót thương cho cụ Giuse. Gia đình tăng hiếu chúng tôi không biết lấy lời lẽ nào để nói lên những lời xin tiếng hát của quý vị người dân là một niềm an ủi lớn lao cho gia đình tăng hiếu chúng tôi. Vậy chúng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là nguyện xin Thiên Chúa và mẹ Maria cầu cho quý vị được nhiều sức khỏe để còn cầu nguyện cho các linh hồn. Và chúng tôi cũng xin được kính báo vào hồi 15:30 ngày thứ sáu, nếu có thể được, quý vị bớt chút thì giờ đến gia đình tăng hiếu chúng tôi tiến đưa cụ Giuse lên thánh đường giáo xứ, sau đó tiến đưa cụ Giuse ra nghĩa trang giáo xứ. Gia đình tăng hiếu chúng tôi xin cảm tạ. Chúng con thấy dẫn Chúa nhân từ, cha linh hồn Giuse được lên trước kỳ thơ, hẳn xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lên vui vẻ vô cùng. Amen. Tôi tin tin Đức Chúa Trời là cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin tin Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chiều ngàn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chiều đăng lên trên cây thánh giá, trên bà tam sáng xuống một tẩu tâm, nhưng ngày thứ ba bởi trong kẻ chết bà sống lại lên trời được vinh hiển. Đức Chúa Cha phép tác vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, ta thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xa loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Anh đang kêu vang, lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa
Maria Giuse, xin cứu lấy linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, xin cứu lấy linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, xin cứu lấy linh hồn Giuse. Quý thị cùng các em máy ấm suy sao đến cùng chia buồn với gia tăng được nghe tin ông cụ Giuse vừa mới qua đời. Chúng con cũng không biết gì hơn chỉ biết lên lời cầu nguyện cầu cho ông cụ Giuse sớm được hưởng an thánh Chúa. Một lần nữa chúng con cũng xin chân thành thân yêu với gia đình. Con xin đâu ra đại diện cho gia đình chúng con cũng xin cảm tạ đến cái gì. À, nghe tin ông cụ và Chúa Hương gọi về thì cũng nhờ kinh tiếng hát của quý em rất là đơn sơ thì cũng xin nguyện xin xin Chúa. Ông cụ đã trải qua 92 năm ở trên dương thế không sao khỏi những cái lỗi phạm đến Chúa thì cũng xin những lời cầu nguyện đơn sơ mộc mạc của gia đình mái ấm xuống sao thì xin nguyện xin xin Chúa sớm tha thứ những cái lỗi phạm của ông cụ và xin Chúa tha thứ bớt phần thanh biện và sớm cho ông cụ hưởng trước mặt Chúa. Và gia đình con xin kính báo là hồi 15:30 ngày thứ sáu gia đình chúng con cũng tổ chức lễ an táng cho ông cụ Giuse. Xin mời quý dì quý em trong mái ấm suối sao xin đến tiễn đưa ông cụ và sau đó đưa đi cứu ông cụ an táng tại giáo xứ nhà. Gia đình chúng con xin đồng cảm tạ gia đình và tăng quyến, đặc biệt với ông bà được gia đình chị Thúy và tất cả các đại gia đình trong thân tộc của cụ Giuse. Cụ Giuse khi còn nằm trên giường bệnh thì anh chị em Leo cũng vẫn đến để thăm viếng cụ, và khi cụ còn tỉnh táo thì cụ hết sức là vui mừng khi có những người thân quen hay là không còn phải là thân quen nhưng mà vì tình yêu mến cụ vẫn đến thăm hỏi cụ và chia sẻ với cụ. Cụ cũng đã một lòng tín thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa. Mà ngày hôm nay Chúa đã gọi cụ trở về nhà cha. Tuy rằng trong thời dịch tệ này các con cái của cụ không về đông đủ để chịu tăng cụ được. Đây là một cái cũng mất mát lớn cho tất cả người thân ở trong gia đình. Tuy nhiên chúng ta tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nhất là cụ thì luôn luôn vững tin vào tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho cụ. Họp nhau đây chúng tôi, anh chị em Leo của một Presidia cũng trước hết là chia sẻ cái nỗi mất mát to lớn này, đồng thời cũng cùng với gia đình và thân quyến dâng lời tạ ơn Chúa trong tuổi đời cao niên của cụ. Đồng thời cũng xin Chúa bớt những thời gian thanh luyện cho những thiếu sót của cụ khi cụ còn sinh thời, để Chúa sớm đưa cụ về hưởng thánh nhan Chúa nơi mà cụ hằng ao ước. Bây giờ đây chúng tôi xin kính mời gia đình và thân quyến cũng như tất cả cộng đoàn hiện diện hợp ý với anh chị em chúng tôi để phó thác cụ Giuse cho lòng thương xót của Chúa. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần gửi đường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ô con ngày đêm, nhằm thân xác hồn tràn là ơn thiêng. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha ta sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy mẹ, chúng tôi còn cháu Eva ở trong cách đây kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn bà thương. Ơi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau coi đời. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà gồm phúc lạ, ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời lòng chứng. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa địa ngục, thì xin mở cửa tù đặt ấy cho ra, mà đem đến chốn đường mọi sự vui thật là nước tiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cái sanh Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho đầy chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội kỳ nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con trong cậy rất thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ và lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang. Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin kêu gọi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin kêu gọi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin kêu gọi linh hồn Giuse. Maria mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm gương bao sâu, vẫn vâng tâm trông lên kêu cầu nơi vực sâu thương đau bao hồn đang vấn cầu mẹ đến kêu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con mẹ xưa tháng trần chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ hãy nghe lời bao người từ chốn tối tăm mương bao sâu, vẫn vâng tâm trong lên kêu cầu. Nhớ đến Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý cụ ông bà, kính thưa quý hội Lê Dô Bê Bê Xum cùng quý cộng đoàn, hôm nay tang gia chúng tôi rất lấy làm cảm động, đã được quý vị vì tình thương bác ái đã đến với tang hiếu chúng tôi để phân ưu chia buồn và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, là người thân thương của tăng hiếu chúng tôi mới được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Trong tâm tình yêu thương, quý vị đã dành thời giờ rất quý báu và đã đến đây để phân ưu thăm viếng và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse. Tăng hiếu chúng tôi tin tưởng những lời kinh nguyện cùng những tâm tình thiết tha dâng lên Thiên Chúa tối nay, Chúa sẽ thương tình nhận lời và giảm bớt những thời gian thanh luyện để linh hồn cụ Giuse được về vui hưởng tôn nhan Chúa.
Vậy trong tâm tình cảm mến và tri ân, tôi xin thay lời cho Tăng Hiếu xin chân thành cảm ơn quý hội cùng quý cộng đoàn. Và nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo, kính mời và kính báo Tăng Hiếu chúng tôi có tổ chức lễ tiễn đưa linh cữu người thân tới nơi an nghỉ, lên thánh đường tham dự thánh lễ sau cùng, và sau đó tiễn đưa cụ du xe ra ngoài nghĩa trang của giáo xứ vào ngày thứ sáu tới đây vào lúc 2:30. Vậy có thể được xin kính mời quý hội cùng bớt chút thời gian đến để tham dự. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân. Cụ du xe là thành viên trong giáo phẩm toàn diện vừa an nghỉ trong Chúa. Giờ đây quý cụ, quý ông bà trong giáo phẩm toàn diện hiện diện nơi đây để phân lưu chia buồn cùng tăng quyến. Sự ra đi vĩnh viễn của cụ du xe không sao tránh khỏi những nỗi niềm thương nhớ của người thân trong gia đình. Nhưng chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, vì chính lúc chết đi là khi muốn sống muôn đời. Vậy giờ đây xin mời gia đình tăng quyến hợp ý cùng quý xóm toàn thiện để cầu nguyện cho linh hồn cụ du xe. Xin Chúa đứng giàu lòng thương xót, thương tha những lỗi lầm mà cụ còn lỗi phạm khi còn sống ở đời này, và xin Chúa sớm đưa linh hồn du xe về nước thiên đàng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa con.
ngôn ngoan. Người công chính dù có chết sớm cũng được yên vui, vì chương tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi cũng được Chúa rời đi nơi khác và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối làm cho sự lành ra tối tăm, và tình dục làm điên đảo tâm hồn thanh sạch. Dù kẻ lành chết sớm, nhưng họ có nhiều thì giờ làm việc, bởi linh hồn họ đẹp lòng Chúa, nên Chúa sớm cất họ ra khỏi sự gian ác. Dân chúng nhìn thấy họ mà không hiểu gì, không quan tâm đến sự kiện đó, vì Thiên Chúa ban ơn sủng cho các thánh của người, tỏ lòng từ bi đối với các ngài, và loái nhìn đến các kẻ người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Thưa gia đình Tam Quyết, nghe được tin của ông Giuse là thành viên trong giáo phóng toàn thiện và an nghỉ nhân Chúa,
Khi xóa chúng tôi con số tiền là 1.380.000 đồng, trong đó xin gia đình trích 200.000 để xin cầu nguyện cho cụ, số còn lại gia đình tự đi sử dụng. Và tôi xin đại diện cho chi hội người cao tuổi khu 4 xin được quân lưu chia buồn gia đình và có phong bì để xin cầu nguyện cho cụ, xin đại diện gia đình nhận cho. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị xóm Toàn Thiện và xóm Thanh Gia, cụ Du Sen là thân thương của chúng tôi hôm nay được Chúa gọi về, đã được sự quảng đại của quý vị trong tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn của nhau. Cụ Du Sen, người thân của chúng tôi đã được 91 năm làm con Chúa và 30 năm cùng sinh hoạt với quý vị. Trong thân phận mỏng giòn của con người, chắc hẳn nhận trong những sinh hoạt đời thường không thao tránh khỏi và cả cũng như thiếu sót đối với Thiên Chúa và đối với quý vị thật xóm. Hôm nay với lòng yêu thương và lòng thức quảng đại của quý vị đã hiện diện để thăm viếng, chia sẻ và cầu nguyện cho cụ Du Xe thân thương của chúng tôi. Những lời chia sẻ của quý vị đã xoa dịu phần nào những mất mát đau thương và giúp cho chúng tôi biến những giọt lệ thành những lời kinh nguyện cầu cho cụ Du Xe. Với tất cả sự chân tình của quý vị dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, chúng tôi hy vọng và tin tưởng sẽ chạm vào lòng thương xót của Chúa, xin Chúa thứ tha và giảm bớt phần cánh nguyện, sớm đón nhận linh hồn Du Xe về an hưởng nơi nước sống. Thay lời cho gia đình và tăng quyến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý cô, quý ông bà hoặc hai xóm Toàn Thiện và cả xóm Thanh Gia. Và cũng nên chúng tôi xin được thông báo với quý vị vào lúc 14:30 chiều ngày 5/6, tức ngày thứ sáu tới đây, chúng tôi kính mời quý vị đến tại Tư Gia để đưa linh cứu của cụ Du Xe lên thánh đường tham dự lễ an táng, và sau đó tiến đưa linh cứu của cụ ra lòng đất mẹ nơi nghĩa trang giáo xứ Cảng Thành. Và chúng tôi xin được thông báo đến, kính báo đến hai ông chủ xóm để cử cho một xóm Đoàn Thiện để cử cho tăng hiếu chúng tôi một vị cầm thánh giá trong buổi lễ an táng ngày thứ sáu. Và gia đình tăng hiếu chúng tôi cũng có tổ chức một tuần lễ cầu nguyện cho linh hồn Du Xe, và chúng tôi cũng xin được kính mời quý cô, quý ông bà hai xóm Toàn Thiện và xóm Thanh Gia cùng đến để thiện thiện dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Du Xe của chúng tôi. Và buổi đọc kinh đầu tiên của do hai xóm phụ trách là vào chiều thứ bảy ngày 6/6. Và cũng tiện đây chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn hội người cao tuổi của phường và cũng như quý xóm đã dành cho gia đình đăng ký chúng tôi cũng có một số thiện kim sử dụng. Vậy một lần nữa gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Kính thưa anh chị được và gia đình tăng quyến, nhóm thân hữu cựu học sinh Minh Đức và nhóm thiện trí được tin cụ Du Xe là nhạc phụ của anh Được đã được Chúa gọi về. Trong tình bạn học thân thương, chúng tôi cùng hợp nơi đây xin được đồng kính viếng linh cữu cụ Du Xe, thành kính phân ưu cùng gia đình và tăng quyến. Xin Chúa thương biến đổi niềm đau thương mất mát chống vắng
thành niềm hy vọng an ủi cho gia đình và đang khuyến cách riêng cho anh chị được sớm vượt qua thử thách đau thương này. Giờ đây, trong niềm tin của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, xin kính mời anh chị được và gia đình đang khuyến cùng hiệp ý với hai nhóm chúng tôi, chúng ta cùng phó dâng linh hồn Giuse cho lòng thương xót Chúa. Xin Thiên Chúa nhân từ giàu lòng thương xót, tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót mà giảm bớt thời gian thanh luyện cho linh hồn Giuse và sớm đón nhận linh hồn Giuse vui hưởng nhan thánh Chúa. Nhân viên cha và con bài chúc phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những gì Cha ta ban cho ta thì ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta sẽ không cướp từ họ, vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha Đấng đã sai ta là tất cả những gì đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế, vì đây chính là ý của Chúa Cha ta Đấng sai ta, là bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con mà tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ làm cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa, lạy Chúa còn ở dưới một sao kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thông nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa con hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày, hãy cậy trông người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Đại ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con rất mình kêu xin Chúa cho linh hồn Giuse đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Giuse phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn Giuse đời đời. Một tiếng thanh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy tin sống đã tin cậy Chúa. Thì chết khỏi tài xuống lửa má ngủ, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Con nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ơi trên trời, chúng con nguyện dâng Cha ra sáng, nước Cha chỉ đến như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Xin mừng Maria để con Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là ơn mọi người nữ, và Giêsu hoa lòng bà gồm phúc là Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con sẽ kẻ có tội nay và trong giờ lâm tử. Chúng con trông cậy nơi thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chúng tôi gọi lời chúng con nguyện trong thời gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng kinh hiển vinh sáng la. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Hỡi người, hãy nhớ mình là bố
thân của con người thừa tâm hoài trước một lần gió nhẹ đông lay cũng biến tan sắc màu hơi người hay nhớ đây là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho Đức Cha và con và Thánh Thần nam mi. Kính thưa anh chị được hai nhóm thân hữu chúng tôi có phong thơ để xin được thông và xin lễ cầu nguyện cho cụ Giuse. Kính thưa gia đình tăng quyến, cụ Giuse đây là thân phụ của chị Nghi, mà chị đã trong thời gian vừa qua chị cũng đã sinh hoạt trong nhóm thiện chí của chúng tôi. Khi được tin thì nhóm thiện chí đến để tâm linh thì chưa được, và giờ cũng có một phong bằng xin cầu nguyện cho cụ Giuse xin gia đình. Kính thưa quý anh chị, khi học sinh Minh Đức trong nhóm bạn học của ông bà Được. Kính thưa quý anh chị trong nhóm Thánh Linh Thiện Chí, hôm nay Tăng Hiếu chúng tôi rất lấy làm cảm động, đã được quý vị vì tình cảm sâu xa đến với Tăng Hiếu chúng tôi, và đặc biệt thương đến linh hồn cụ Giuse. Quý vị đã dành những thời giờ rất quý báu và đã hiện diện nơi đây với Tăng Hiếu chúng tôi để phân yêu, chia buồn và dâng lời cầu nguyện cho cụ Giuse, là người thân thương của Tăng Hiếu chúng tôi mới được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Kính thưa quý vị, trước sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý vị hôm nay là một niềm an ủi cho gia đình chúng tôi vơi đi được nỗi đau thương mất mát, và vững lòng trông cậy vào cuộc tử nạn và sự phục sinh nơi Đức Vị Thơ. Tăng Hiếu chúng tôi tin tưởng những lời kinh tiếng hát và những lời khẩn nguyện thiết tha dâng lên Chúa hôm nay, Ngài sẽ thương tình nhận lời và giảm bớt những thời gian thanh luyện để cho linh hồn cụ Giuse của chúng tôi được sớm trở về với ánh sáng của Chúa. Vậy trong tâm tình cảm mến và tri ân, Tăng Hiếu chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện cũng như lời kinh nguyện của quý vị ngày hôm nay. Đồng thời chúng tôi cũng xin kính báo đến toàn thể quý vị, vào hồi 2:30 ngày thứ sáu tới đây, Tăng Hiếu chúng tôi có tổ chức lễ tiễn đưa linh cữu người thân yêu của chúng tôi lên thánh đường tham dự thánh lễ sau cùng, và sau đó tiễn đưa cụ Giuse đến nơi an nghỉ tại nghĩa trang của giáo xứ. Vậy có thể được xin kính mời quý anh chị cũng bớt chút thời gian đến tham dự. Một lần nữa Tăng Hiếu chúng tôi xin chân thành sau bầu trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết,
xin cha rất nhân lành vô cùng. Xin tha tội phạm cho linh hồn du xe là con nước Chúa Trời đã ban lời hôm nay. Còn nam tôi lừa dối tội thì xin mô Chúa thủ lòng ấy cho ra và đem đến chung gồm mọi sự vui giận ra nước tin lành. Vì nước Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Maria, mẹ ơi, mẹ hãy nghe lời bao người chúng tôi tâm vương bao sầu, vẫn vương tâm trong lên tay con nơi ngục sâu. Cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con chúng ta kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, đừng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đời tin thánh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Đời tin thánh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nặng đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, trên bà cám xa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba người trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên yêu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin thánh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống. Và